Chào các bạn, chúng ta đang có mặt tại kho Hồng Nhật, Sofres sau địa số 15 ngõ 24 đường Hoàng Quốc Việt và tôi là Bùi Huy. Ngày hôm nay thì tại kho Nhật Bùi Huy tiếp tục về rất nhiều những mẫu tủ lạnh, hàng mua đấu giá, chất hàng cực kỳ đẹp luôn trong năm 2023. Như những lời mà tôi đã hứa ở trong clip trước thì trong năm 2023 này tôi sẽ mang đến cho các bạn những cái chất hàng đẹp hiếm có tại thị trường hàng nội địa Nhật tại Việt Nam. Đấy. Và ngày hôm nay tôi muốn mời các bạn cùng tôi để chúng ta khui hàng xem những cái chất hàng trong năm 2023 này nó sẽ như thế nào các bạn nhé. Bây giờ chúng ta sẽ cùng xem khui từng mẫu một. Đó, tôi sẽ cầm máy quay để tôi cho các bạn xem. Xin lỗi các bạn là vừa đang quay thì có cuộc điện thoại đến, thế là nó bị mất mạng luôn. Cẩn thận ông cắt vào tủ em nhé. Chúng ta sẽ khui từng con một để chúng ta xem chất hàng của nó. Hàng vừa về, tất cả đều nguyên đai nguyên kiện hết. Các bạn nhìn thấy bọc rất là cẩn thận đúng không ạ? Đấy. Và như trong năm 2021, năm 2022 là các bạn đã rất quen với lại cái cảnh mà quay hàng, quay khui hàng trực tiếp rồi đúng không ạ? Đây là một con tủ của Toshiba các bạn này. Một tủ Toshiba mặt kính màu vàng sâm banh. Chất hàng nó cực đẹp luôn. Chất hàng này về chúng ta chỉ việc lau bụi đi là chúng ta dùng được luôn các bạn ạ. Nhìn trong clip các bạn thấy nó sẽ hơi ngà ngà vàng một chút đúng không ạ? Thế nhưng mà thực chất thì nhìn bên ngoài nó rất là mới. Con này là hàng có cấp đông mềm các bạn nhé. Chúng ta sẽ cùng xem lần lượt từng con. Đây là thêm một con của Toshiba này. Những con mặt kính của Toshiba như này thì giá của nó rất là rẻ, chỉ hơn 20 triệu đến hơn 30 một chút thôi, hơn 500 lít. Con này có cả cửa mở điện trợ lực này, cảm ứng này, màn hình cảm ứng này. Đấy, một con full chức năng như này mà giá nó chỉ loanh quanh khoảng 30 triệu thôi. Đấy, những con Toshiba mặt kính thì giá rất là hợp lý, hơn 20 triệu, hơn 30 triệu một chút là chúng ta có thể mua được một con hàng đấu giá rồi. Mấy con này là không phải hàng trưng bày các bạn nhé. Đây là những cái mẫu hàng dùng lướt, nhưng mà nó cũng cực kỳ mới. Hàng sẽ về liên tục. Những cái mẫu hàng trong đợt trước về thì tôi đã làm được một vài clip review các bạn xem rồi. Thì những cái con mà tôi làm review các khách hàng đã mua hết rồi. Tôi sẽ lần lượt làm review từng con một để cho các bạn xem. Cẩn thận cắt vào tay ấy. Đây là một con của Hitachi các bạn này. Cái quy cách bọc hàng rất là cẩn thận nên là khách hàng mà ở tỉnh mua hàng các bạn yên tâm nhé. Này, bọc tất cả đều là bìa và xốp. Trước mặt là hai tấm xốp. Trên lóc cũng có xốp luôn. Các bạn nhìn này. Đấy, đóng đai. Rất cẩn thận. Cực kỳ mới luôn các bạn nhìn này. Đấy. Nhưng mà không thể tránh khỏi những cái bụi bẩn được đúng không ạ? Chỉ có hàng mới nguyên thùng thì nó mới không có bụi bẩn thôi. Còn những cái hàng này thì chắc chắn là vận chuyển nó sẽ có bụi. Thế nhưng về cơ bản thì nó là mới, rất mới đúng không ạ? Cái này chúng ta chỉ việc lau qua đi là chúng ta có thể dùng được luôn này. Đấy. Khi chúng ta mua hàng mà chất nó đẹp như thế này thì chúng ta dùng sẽ rất là yên tâm. Cực kỳ yên tâm luôn với những chất hàng như thế này các bạn nhé. Các bạn nhìn thành vách này. Không một vết xước, vết móp luôn. Đây là xốp nhé. Đấy. Bình thường là cái chất hàng bãi ấy, mà chất hàng phổ thông ở ngoài thị trường đang bán thì là do quá trình mà hàng bãi là phải phơi mưa phơi nắng nên là nó rất là bẩn, móp xước han rỉ, thì về chúng ta phải mông má sơn si lại toàn bộ những cái thành vách hay là những cái viền này. Còn những cái hàng đấu giá này thì chúng ta chỉ việc dùng luôn thôi, về lau bụi đi là dùng luôn. Đây là chắc chắn là một con Hitachi rồi. Quay giúp anh cái mặt ra anh em nhé. Cầm con dao thật nó cọ vào ấy nhé, nó cọ vào tủ của xước ấy. À, chúng ta sẽ nhìn nhau qua gương một chút nhỉ. Đó, đây là một con Hitachi. Chắc khoảng 620 lít. 4 cửa điện. Dòng full chức năng.
Thực ra khui hàng nó cũng là một cái rất là hay, nó cho chúng ta những cái cảm xúc. Các khay nó đang bị xô lệch cho trình vận chuyển các bạn ạ. Cẩn thận không nó vỡ cái thì hỏng ăn. Khay đợt xộc xệch. Cái này là cái gì đây? Cái này là cái người ta cho thêm thôi, chứ không phải ở trong tủ. Cực kỳ mới luôn. Con này chúng ta chỉ việc vệ sinh qua đi, là chúng ta lau qua đi là chúng ta dùng luôn được các bạn này. Đó. Cực kỳ mới đẹp. Hai khay trên này là hai khay kính chịu lực nhé. Con này 620 lít. Kính đen. Chúng ta nhìn thành vách của nó cực kỳ mới luôn này. Thành vách đằng trước đằng sau đều rất mới. Đây là con Hitachi nữa này. Đây là con Mitsu các bạn này. Mitsubishi. Mặt sơn. Đó, những con mặt sơn hàng đấu giá cực kỳ đáng để chi tiền đây. Vì thực chất là mặt sơn mà để kiếm những con tủ đẹp thì nó cũng không nhiều. Đây là bẩn các bạn ạ. Mặt sơn để mà đẹp thì nó không nhiều. Tại vì rất nhiều khách hàng kinh tế để mà dùng tủ kính là không có. Muốn mua một con tủ đẹp. Nhưng mà nếu mà mua tủ đẹp mà mua tủ kính thì rất là đắt. 3-40 triệu chúng ta không có đủ tài chính. Thì chúng ta có thể là chơi những con tủ mặt sơn như thế này các bạn nhé. Cực kỳ đẹp luôn. Kiếm cảm ứng ở trên này. Đó. Chúng ta chỉ thấy có bụi thôi. Còn chất tủ thì cực mới. Và tôi vẫn phải nhấn mạnh ở đây là mới nguyên bản. Không phải mông má, không phải sơn tút. Đúng không ạ? Và chắc chắn rồi là không phải sửa. Chất cực đẹp luôn các bạn nhé. Mặt sơn. Đó. Phần khúc hơn 20 triệu. Rất đáng tiền đúng không ạ? Phân khúc cao cấp nhất của tủ mặt sơn đấy. Đây là một cái tủ mặt kính của Hitachi. Con Hitachi mặt kính phân khúc hơn 30 triệu. Cũng rất là đẹp. Còn rất nhiều, chúng ta cứ khui lần lượt. Đợt này về thì có cả tủ mới nguyên thùng các bạn nhé. Có tủ Hitachi 735 lít mới nguyên thùng, bao giá rẻ nhất thị trường. Tủ Mitsu 700 lít sản xuất 2022 cũng bao giá cho bạn rẻ nhất thị trường luôn. Đây tôi đã nhìn thấy một con Panasonic màu vàng sâm banh. Con này bản full công nghệ, cực kỳ đẹp luôn này. Các bạn nhìn trực tiếp các bạn mới thấy nó chất như thế nào. Các bạn nhìn này, ở cái mẫu đời mới nó sản xuất này, các cái đường nét của nó này, cực kỳ chất lượng luôn. Các bạn nhìn này, từ cái vân này, vân tủ này. Đó, nhìn nó đẹp hơn rất nhiều so với lại cái mẫu tủ đời trước. Công nghệ này, Schooning Acid làm đông nhanh này, Nano X này, Ecolavi này. Con này là tủ trưng bày rồi. Chúng ta không cần bàn về độ mới nữa. Trưng bày năm 2021-2022. Cực kỳ chất luôn các bạn ạ. Dùm con này quay lưng lại cho nó. Quay mặt vào. Tủ trưng bày. Những cái phân khúc tủ trưng bày thì chúng ta phải xác định là nó ở phân khúc 40 triệu các bạn nhé. Tủ trưng bày là phân khúc của nó ở 40 triệu. Còn những cái con tủ mặt kính mà dùng lướt thì phân khúc hơn 30 triệu. Còn những con tủ mặt sơn là phân khúc hơn 20 triệu. Đó, nên là chúng ta muốn mua tủ phân khúc bao nhiêu tiền thì các bạn có thể xem qua clip, các bạn có thể thấy được luôn. Các bạn ưng con nào có thể gọi điện cho tôi để tư vấn. Cẩn thận cắt vào tủ nha em nhé. Lại có thêm siêu phẩm rồi. Lại có thêm siêu phẩm rồi các bạn ạ. Nhớ là cẩn thận cắt vào tủ nhé.
Đây, dài kia luôn này. Thạch thẳng ở trên này mày. Đấy. Cẩn thận ông cắt vào tủ. Đây, đưa anh lại cho. Kém đấy nhỉ. Các bạn đợi một chút, tôi sẽ cho các bạn xem lốt mấy cái mẫu tủ còn lại. Sau đó thì các bạn muốn tôi làm clip review về con tủ nào chi tiết. Rồi xé lốt đây, cầm đây. Đấy. Các bạn, Mạnh ơi, quay hẳn mặt nó vào. Quay vào con 74 ấy. Các bạn, sau đó các bạn muốn tôi làm clip review về con tủ nào thì các bạn hãy comment bên dưới. Hàng sẽ về liên tục các bạn nhé. Các bạn thấy từ hôm trước đến hôm nay là tôi đã làm clip review về liên tục về các mẫu tủ đúng không ạ? Đấy. Chắc chắn rồi, những clip mà tôi, những con tôi lên là những siêu phẩm. Tôi sẽ làm review lần lượt. Có nhiều khi chưa kịp review thì khách đã mua rồi. À, lại có thêm hai siêu phẩm nữa các bạn ạ. Tha hồ lựa chọn siêu phẩm rồi. Đây là một con tủ Hitachi, hàng trưng bày. Cực kỳ chất luôn. Khay nó hơi sộc sạch một tí, chúng ta phải hết sức cẩn thận. Nó rơi ra một cái là nó vỡ liền. Đây là sách sách vở của nó này, khay trứng này. Đây là một con tủ trưng bày của Hitachi năm 2021-22 các bạn này. Màu vàng sâm banh. Cực chất luôn. Con này là 500 lít, 520 lít con này. Cứ tưởng màu đen không phải. Dù nuôi con này lấy lại cho anh một tí cho khách xem con này. Đây là một con Hitachi 670 lít. Màu cực độc luôn. 4 cửa điện. 670 lít các bạn ạ. Cực mới luôn. Chúng ta hãy bỏ qua những chi tiết hơi bẩn bẩn này một chút nhé. Đây. Đấy, nó là bụi bẩn thôi. Chỉ mất khoảng 3 đến 5 phút để chúng ta xử lý những cái vết như thế này. Nhưng mà đổi ngược lại, chúng ta có một con tủ đẹp nguyên bản. Không mông má sơn tút gì cả. Không chỉnh sửa gì cả. Đấy là cái chất hàng mà tại kho Nhật Bùi Huy luôn hướng đến ấy. Như lời hứa với các bạn là trong năm 2023 này thì tôi sẽ mang đến cho chúng ta là rất nhiều siêu phẩm. Chúng ta lại được nhìn nhau qua gương một chút. Đây là con tủ Panasonic. Mặt kính. Cực chất luôn. Rất mới các bạn ạ. Rất mới. Rất đáng để chúng ta chi tiền cho những siêu phẩm như thế này. Chúng ta bỏ ra mấy chục triệu, chúng ta phải nhận lại được những cái giá trị tương ứng các bạn ạ. Không thì rất lãng phí cái đồng tiền của chúng ta đúng không ạ? Các bạn hãy gọi điện cho tôi để tôi sẽ tư vấn cho các bạn những mẫu sản phẩm tốt nhất ở trong cái nhu cầu của chúng ta. Đó. Ngoài ra thì hàng cũng rất nhiều. Tôi sẽ làm clip để tôi sẽ review từng siêu phẩm một để cho bạn xem. Nhưng mà nhiều khi có những con mà tôi chưa kịp review thì khách hàng cũng đã mua mất rồi. Đó, các bạn hãy liên hệ với tôi nhé. Hàng đang có sẵn tại kho Nhật Bùi Huy tại số 15 ngõ 24 đường Hoàng Quốc Việt. Đó. Các bạn có thể gọi điện cho tôi để được tư vấn qua số điện thoại 0966 937 999. Cảm ơn. Hẹn gặp lại các bạn trong clip lần sau.